Thì mình sẽ tô màu cho con linh dương này và phối màu cho nó. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu tô và hướng dẫn mọi người tô ha. Đầu tiên mình sẽ tô là màu nâu. Ôi, có mũi mì ngố quá. Đó, mình tô nâu nha. Cũng may trong giờ học nam sinh đeo kính không phát hiện ra, nhưng Sunny rất lo lắng. Sau vài chục phút nam sinh đeo kính đã ngủ quên. Vì thế Sunny vội vàng nhấc ngón tay anh ta lên và thành công mở khóa. Ngay khi cô ấy định xóa bức ảnh thì nam sinh đeo kính đã thức dậy. Anh hỏi cô ấy tại sao lại lấy điện thoại di động của mình. Seo-jun bất ngờ xuất hiện và lấy đi chiếc điện thoại. Nhìn thấy ảnh mà họ chụp cùng nhau, anh sững sờ một lúc. Sunny liền giật điện thoại di động, sau đó xóa ảnh thành công. Seo-jun nhìn Suho với vẻ mặt rất công thi. Khi hai người gặp nhau vào ngày hôm sau, Sunny còn cải trang rất cẩn thận. Bởi vì yêu đương khi còn nâu cho con dương tất cả nữ sinh trong trường đẹp đẹp. Vì thế cô phải cẩn thận. Cô luôn chọn địa điểm xa trường nhất để hẹn họ. Ngay cả khi ăn, cô cũng sẽ chọn nhà hàng tốt nhất. Hai người còn gọi một suất ăn dành cho cặp đôi. Nhưng kết quả lại chỉ có một bộ dụng cụ ăn uống. Tôi đều nhé. Những người ở bàn bên cạnh, lúc đó họ mới nhận ra gói của cặp đôi là như thế này. Vì thế, lúc này người phục vụ chạy tới nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ này. Thì ra vừa rồi cô ấy mang lên tới một bộ dụng cụ ăn. Miếng thịt tươi tới miệng không thể không ăn. Đúng là sợ gì thì điều đó đến. Sunny sợ đến mức giật mình. Thấy các bạn cùng lớp định đến chào hỏi, Sunny liền bảo Suho mau chui xuống gầm bàn. Bạn cùng lớp hỏi cô ấy đi ăn cùng ai. Sunny vội vàng nói chỉ có một mình cô. Nhưng bạn cùng lớp không tin. Một người thì sao lại gọi món cho cặp đôi. Suho ở bên dưới không dám động đậy. Các bạn cùng lớp thấy vậy liền giả vờ rời đi. Tự nhiên lại lòi ra một cái gì. Sunny sợ đến mức gần như mất lấy. Tiếp tục tô đồ nha. Tô đều. Khi cô ấy đi vào nhà vệ sinh với tâm trạng thất vọng thì thấy một kẻ biến thái đang thay quần áo trong nhà vệ sinh. Cô liền tiến lên và đánh anh ta. Sau khi đánh xong mới phát hiện ra tên biến thái này hóa ra là Seo-jun. Sunny hỏi anh tại sao lại ở trong phòng vệ sinh nữa. Seo-jun phát hiện bên cạnh hình như không có bồ tiểu. Sau đó anh liền bỏ chạy. Hóa ra Seo-jun đang làm việc bán thời gian tại cửa hàng này. Hôm nay anh đến đây là để chụp outfit. Tướng mạo này chỉ cần tùy tiện bâu dáng liền đẹp trai đến mức không thể tả nổi. Tôi đều nghe. Xem cảnh này, lúc này đạo diễn nhìn mình xíu gắng thôi không cho bị lem nha. Hôm nay mình mẫu cháy hàng không hẹn được. Nên quyết định để tiếp tục tôi cứ đổ tài. Nghe nói có thể kiếm tiền liền lập tức đồng ý. Bởi vì Sunny không có kinh nghiệm nên Seo-jun không muốn hợp tác với cô ấy. Người chụp ảnh thấy họ không đúng tư thế, vì vậy đã kêu họ nghỉ ngơi một chút. Trong giờ giải lao, Sunny cảm thấy rất nóng. Sau đó cô nâng váy lên và quạt điên cuồng. Ngay cả Seo-jun cũng không thể chịu đựng được nữa. Sunny cũng muốn giúp anh lau mồ hôi, nhưng lại bị Seo-jun chặn lại. Sau đó anh đẹp đẹp. Để cô xuống ghế sofa rồi hai người tao đều nghe. Seo-jun nói tôi cũng là đàn ông đấy, tất nhiên cậu là đàn ông rồi, chẳng lẽ cậu là phụ nữ sao? Lúc này nhiếp ảnh gia đi tới rất vui khi nhìn thấy cảnh này. Anh vội vàng cầm máy ảnh lên và chụp ngay lập tức. Hai người họ cũng hợp tác rất ăn ý. Cặp đôi này đang cho chim bồ câu ăn thì một ông chú bất ngờ bắt lấy. Sau đó ông ta cho vào miệng và ăn. Hai vợ chồng nhìn ông đầy kinh bỉ. Sau đó tiếp họ lại thêm một ít thức ăn và lại bị ông chú bắt lấy. Sau đó ông ta lại bắt đầu ăn chúng, hơn nữa còn học cách chim bồ câu xin ăn. Chuyện này khiến cặp vợ chồng trẻ sợ hãi. Tình cờ cảnh này bị con rể tương lai nhìn thấy. Suho đang nói chuyện điện thoại với Sunny. Vì con rể của cô ấy rằng anh đã gặp được cô ấy. Rồi chụp đều màu nâu này nha. Sau đó Suho đã đưa ông về nhà. Bố Sunny vẫn chưa biết anh ấy đang yêu cầu lại ông. Có điều không cần phải nói, người họ thực sự rất hợp nhau. Họ cùng nhau ăn mì gà tây, cùng nhau xem một trận bóng đá và còn ôm nhau đầy háo hức. Đây có lẽ là hạnh phúc của đám đàn ông. Sáng hôm sau bố Sunny nói với Suho rằng lát nữa ông sẽ về nhà và còn nhờ anh ấy giúp giữ bí mật. Suho đã đồng ý. Từ đó Suho và Sunny đi hẹn hò. Bỗng nhiên chiếc xe buýt chạy vượt qua té nước vào Sunny. Suho nhanh chóng ôm Sunny vào lòng. Tình cờ cảnh tượng này bị Suji người có cảm tình với Suho nhìn thấy. Tiếp tục lối tay bên đây. Nhìn của hai người, cô ấy xám cả mặt mày bởi vì quần áo của Sunny bị ướt nên Suho đã đưa cô về nhà. Sau khi cô thay quần áo và bước ra ngoài, đồ ăn cũng đến rất nhanh. Đúng lúc này một cái đầu từ đó ra và ông ấy chính là bố của Sunny. Hóa ra khi ông ấy đang dọn dẹp thì thấy một chai rượu ngon. Ông ấy chỉ uống một ngụm nhỏ nhưng vô tình uống hết cả chai. Cứ như thế ông đã ngủ đến tận bây giờ. Khi ông muốn nhân cơ hội rời đi thật nhanh thì lại nghe được giọng nói của Suho. Bất tức ông chỉ đánh bay một cái rồi nấp dưới gầm bàn. Sunny và Suho cũng đi đến chỗ cái bàn đó. Bố Sunny vẫn chưa biết con gái mình ở bên ngoài. Hai người còn ăn pizza.
Điều này khiến bố Sunny không nhịn nổi cơn thèm. Sau đó ông đưa tay ra bí mật lấy một miếng, rồi bắt đầu ăn miếng lớn. Bởi vì hai người họ đang xem một bộ phim kinh dị nên rất căng thẳng. Bố cô nhìn thấy một con chàng trai mình lại dám tin một cô gái kỳ lạ, đúng là rất phải đấy. Cuối cùng có một con ma nữ lao ra, cảnh này khiến Suho sợ hãi, anh vô thức tiến lại gần Sunny. Hai người bốn mắt nhìn nhau, thấy cơ hội đã đến, Suho chậm rãi nghiêng người về phía Sunny. Bố Sunny lúc này cũng âm thầm thò đầu ra ngoài để nhìn xem bạn gái của Suho trông như thế nào. Vừa nhìn đã nhận ra là con gái mình, điều này khiến ông nghiến răng nghiến lợi. Khi họ chuẩn bị hung thì bố Sunny nắm lấy chân Suho, điều này khiến hai người họ sợ hãi vì tưởng có ma xuất hiện. Sunny sợ hãi vội vàng chạy vào bếp, Suho cũng sẵn sàng chiến đấu. Khi Sunny nhìn rõ cái hai mình tơ mèo phía dưới, cô lập tức trở nên bối rối, hóa ra đó là bố của cô ấy. Cứ thế là họ đã vì đại nghĩa mà dệt thân. Sau đó hai người cùng nhau về nhà. Bố dặn cô rằng cô tuyệt đối không được phép ăn cơm trước cảnh. Nhưng Sunny cảm thấy vừa rồi mình thật sự rất xấu hổ vì lý do bảo mật bố và con gái đã đi đến thỏa thuận, bố giúp con gái giấu chuyện tình cảm với mẹ. Con gái giúp bố giấu việc bố đi ở về nhà người khác với mẹ. Ngày hôm sau khi đến trường, Sunny đã kể cho Sunny về chuyện cô thích Suho. Sunny nghe xong liền choáng váng, nhưng hiện tại cô ấy đang hẹn hò. Tiếp tục tới sao? Cô quyết định nói cho Sujin biết chuyện này. Khi Sujin nghe tin cô ấy và Suho đang hẹn hò thì rất tức giận. Cô không nói một lời trực tiếp té nước trái cây lên mặt Sunny, từng là bạn thân nhất của nhau cuối cùng lại trở mặt. Nhưng giây tiếp theo, không được, hóa ra mọi chuyện chỉ là giấc mơ. Nhưng giấc mơ thường phản ánh hiện thực. Bọn họ là hai nam thần của trường, nhưng lại yêu cùng một cô gái. Hôm đó bọn họ đến nhà mẹ vợ làm Manu, mẹ Sunny không ngừng khen Seo Jun đẹp trai và khéo tay. Còn bố Sunny lại rất quan tâm đến Suho. Mẹ nói với Sunny sau này tìm bạn trai thì hãy chọn một trong hai người này. Đã. Sunny chỉ cười ngượng ngùng. Bố Sunny nói tôi sẽ bỏ phiếu cho Suho, em trai cô cũng đồng ý bỏ một phiếu. Nhưng mẹ Sunny lại nói con rể mà bà yêu thích là Seo Jun, Suho cũng không chịu thua kém. Bố cháu sẽ biểu diễn trong hai ngày nữa và cháu sẽ lấy cho bác gái một vé. Mẹ Sunny ngay lập tức đứng hình, bố của Suho là đàn ông của bà ấy. Chuyện này khiến bà rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Đột nhiên bà nghĩ ra cách khác, bà ấy sẽ bỏ phiếu cho ai làm Mandu ngon hơn. Ngay khi những người này được thốt ra, hai người họ lập tức trở nên hưng phấn. Mặc dù bên ngoài có vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra những chàng trai đang âm thầm chỉ cần đợi cho đều thôi. Một càng lúc càng nhanh, vì trận này cả hai đều hạ quyết tâm phải giành được chiến thắng. Sau khi bột đã sẵn sàng. Sau đây chính là lúc làm Mandu, cả hai cùng dùng đôi tay đã đến nay, khỏi phải nói cũng thấy khá đẹp. Cả nhà bố của bộ thứ hai đều rất ngạc nhiên. Bây giờ họ không chỉ yêu cầu chất lượng mà yêu cầu phải đẹp mắt. Sau một khoảng thời gian, họ đã gói được một lượng lớn Mandu. Cả hai đều vỗ tay, bạn nghĩ đến đây là kết thúc rồi sao? Trò lúc chỉ là trò trẻ con. Đây mới là chìa khóa để chiến thắng. Suho tặc sờn vàng trên móng, còn Seo Jun thì làm ra một con hạc phi thường. Bố mẹ của Sunny đều bị sốc trước thiệt tác này. Họ không ngờ hai người họ lại có tài nghệ như vậy, chỉ là làm Mandu thôi nhưng lại mang lại cả thì mình đã tô xong con linh dương này rồi ha. Thì cảm ơn mọi người đã xem và hẹn gặp mọi người trong những clip tiếp theo nha. Hẹn gặp lại và bye bye.